Âm thanh Tuấn Phương xin kính chào mấy anh em đã xem kênh của mình. Hôm nay mình có sẽ lên một số lo bán cho mấy anh em. Trước tiên mình để đến cặp JBL 30 nè mấy anh em. JBL 30 nha. Lo JBL là keo màu hồng nè mấy anh em thấy không? Đó. Cool 76 mấy anh em nha. Cool 76 nha. Nè, lo rất đẹp. Chỉ đóng bụi thôi anh em, thấy không? Cổ cool rất đẹp chỉ bụi thôi ha. Lo chỉ có bụi thôi ha. Đây là cool 76 hết. À, hai chiếc này thì giống nhau hết, nhưng mà chiếc này nhện đen nè, chiếc này nhện vàng nè mấy anh em, không có gì khác hết ha. Cổ cun đều bằng nhau, không sao hết ha, đóng bụi. Thì hàng này mình mua hàng bãi, tồn kho nên bụi chút xíu thôi, nhưng mà lo là còn rất đẹp mấy anh em, lo là còn rất mới ha. Hai chiếc này thì giống nhau hết mấy anh em nè, mấy anh em thấy không, lo còn đẹp nè. Nói chung lo của mình bán thì mấy anh em cũng có mua nhiều rồi đó ha. Nói chung là xài thì anh em mua về xài, anh em thử rồi là đều la hay, đều nói ờ lo mua về xứng đáng đồng tiền nha. Mắc hơn những cái đồ thanh lý và nhạc chút, nhưng mà nó rất là hay. Tại lo mình đa số là lo hàng bãi đồng kho cho nó còn rất mới mấy anh em nha. Mà đúng chất bãi chứ không bao giờ giống hàng chợ được mấy anh em. Nè. Đó. Đây cặp này nè. Đó. Mấy anh em thấy không? Nó còn mới nè. Keo lo dây beo này nó có gân cẩm dầu zin của nó mấy anh em, cái keo này zin của nó đó. Nè. Cặp đôi là đầu lai nè, bữa nay mình bán rẻ cho mấy anh em luôn, 2,2 triệu mấy anh em, từ 190,76 mấy anh em. Cái lo này thường ngày là 2,6 triệu mấy anh em, thấy không? Bữa nay giờ bán rẻ rẻ đầu lai cho anh em thôi, cho chốt lai chơi nè, 2,2 triệu cặp lo 30 ha. Giống nhau 90% mấy anh em. Đó, đó. Mình mua đồ bãi tồn kho thì nói gì đó mấy anh em, nó không giống nhau 100% đâu. Mấy anh em lên kênh mà thấy ai bán nhau giống nhau 100% hết là coi chừng đồ mới giả bãi nha mấy anh em nha. Rồi. Ở đây mình có một cặp 40. 40 là nó cũng lai nhau nè. Cái này xương đôi, cái này xương đơn. Mấy anh em thì thấy nè, đó, màng thủy tinh luôn. Cuôn 76 nhện đen nè. Đó. Chiếc này cũng vậy ha. Cuôn 76 ha. Cái chiếc này á, chiếc này như hai chiếc cun cũng gần nhau mấy anh em, chiếc này cũng nhện đen luôn, hai chiếc nhện đen hết. À, chiếc này nhện vàng mấy anh em, một chiếc nhện vàng, một chiếc nhện đen, từ 180, từ cái này khoảng 180 mấy anh em, lo còn rất mới luôn nè, anh em thấy không, lo còn mới, để mấy anh em thấy không, sợi thủy tinh nè, đó, rất đẹp, lo còn như mới, nè, màng nè, màng mà sợi thủy tinh nóng ánh anh em thấy không? Cái lo bãi nè mấy anh em giờ là biết rồi đó, mấy anh em biết cái màn sợi thủy tinh rồi đó, anh em thấy không, đó cái sợi thủy tinh đó mình thấy rõ ràng không, đó nó dính trên cái màn rõ ràng nè, đó mình thấy không, vuốt là thấy liền luôn, nó quay là ống ánh nó ánh liền, thấy không. Chiếc lo này cũng như mình thấy nó cũng còn rất là mới mấy anh em, gân viền rồi nè, cứng ngắc luôn nè. Đó, lo này mấy anh em về làm motor gấp đồ kéo, thậm chí gấp full quýnh cũng rất là ok mấy anh em. Lo nè, đó chiếc này cũng vậy mấy anh em, chiếc này cũng như vậy nè, màn nè, anh em thấy không, chiếc này cũng vậy nè, đó, anh em thấy không, rất là đẹp, nói chung là màn sợi thủy tinh nóng ánh luôn, anh em thấy không, lo còn đều là rất mới, rất đẹp hết trơn, anh em cool 76, lo lai nhau chút xíu nè, bán cặp này nè, mấy anh em bán rẻ cho anh em luôn, 2,1 triệu thôi mấy anh em, lo 40 bán 2,1 triệu rẻ bằng lo 30 luôn mấy anh em ha. Mấy anh em thấy màn của nó nè, đó mấy anh em thấy không, sợi thủy tinh đàng hoàng luôn, lo còn mấy anh em thấy không, về mấy anh em gờ lên cái màn của nó nè, nè quay ống ánh luôn nè, đó mấy anh em thấy không, rất là đẹp, lo nó mũi còn zin hết nè, mình không quên thấy không. Cặp này 2,1 triệu quá rẻ ha, bán hai cặp này là bán cho khách xem live chơi cho vui. Cái này về mấy anh em quýnh tiếng nó cũng khác nhau nhiều đâu, nó gần như nhau, từ như nhau khác đại xíu, về gấp lo kéo làm monitor rồi hết ý luôn mấy anh em. Sau đây mình có một cặp 40 nè, BNC nè, đó, 7 màu nè. Cái cặp này thì quen thuộc quá mấy anh em ha, cặp này thì quá quen thuộc với mấy anh em rồi nè, màng nè, cái lớp BNC trong thùng tháo ra thì nó có cái lớp keo này ha mấy anh em ha, lớp keo 7 màu nè mấy anh em thấy không, keo cổ rất đẹp mấy anh em nhìn thấy. Cái lo BNC này thì nói chung là nó làm trên màn từ có đóng số luôn mấy anh em, thấy không? Rất đẹp luôn mấy anh em.
Cun 76 từ 190 anh em. Lon rất đẹp. Đây nè. Anh em thấy không? Từ nó là cái lon 7 này anh em nhìn nhìn cái CNC nó thôi nè. Không có nét ghê ghê gớm lắm. Chứ nó không phải giống như lon chợ mà CNC nó sừ sừ. Và cái màu của nó xin nè. Anh em thấy không? Nó bảy màu luôn anh em. Mà cái màn của nó anh em nhìn nè. Chiếc này cũng gì nè. Anh em thấy không? Màn nó cũng gì. Đó. Anh em nhìn thấy rồi. Gâu của nó là đế từ của nó nè. Đó. Nói chung là mấy chiếc lô bãi thì mấy anh em nhìn đó nó rất là sắc sảo mấy anh em. Mình quay xa cho mấy anh em coi luôn nè. Quay xa quay gần quay kỹ luôn. Chứ này mình quay rất là kỹ. Mình quay từng chi tiết cho mấy anh em để nhiều khi mấy anh em cứ kêu chụp hình lại hoài ha. Mình quay rất là kỹ luôn. Mình quay từng chi tiết cho mấy anh em coi luôn nè. Mấy anh em thấy không? Đó. Rất đẹp. Gâu từ gâu đến bàn. Đó, anh em thấy không? Đây. Màn giống nhau hết luôn anh em. Gâu ha. Lon này thì giống nhau hết. Cái màn trên thì khỏi nói luôn anh em. Đó. Nè, con lỗ gân tẩn dầu. Anh em thấy không? Cái màn đó nè. Sẽ lấy tinh mềm. Nói chung mấy lo bãi mấy anh em mua về thì gờ là biết mềm dẻo, nhưng mà với đặc biệt là cặp lo này gã trong cái lo thùng BNC ra. Mặt tin bãi đó anh em, cho nên tiếng của nó rất sáng và rất là đẹp. Hôm anh em mua về à, anh em thấy không, hai chiếc này là gần như gần giống như nhau hết mấy anh em, giống như nhau tuyệt đối đó. Màn cũng giống nhau nè, thấy không, lỗ mũi nè anh em thấy nè, đó đế sừ màn anh em, gờ mềm dẻo không thô cứng giống như đồ chợ mấy anh em nha. Nè, quay xa cho anh em coi nè, từ màn đến mũi ha. Cặp 40 này là cái này là BNC xương đứng mà từ 7 màu với anh em à, cặp này mình bán bên đây bán xả luôn cho mấy anh em nè, 2.700.000 giống như hết nè. Mấy cặp này mấy anh em mua về làm tiếng đi, bún phun tiếng này cực kỳ hay, mà tiếng nó hay lắm anh em. Mấy lo BNC xương trắng đế 7 màu này nè, mình bán hoài biết, lo này lo trong cái thùng mặt tin tiếng hay lắm. Thế đây mình có một chiếc 40 súc nè ha. Cái chiếc này của EV mấy anh em, công xương của EV nè, công xương EV từ 22 cun trăm đó. Thường thường cái EV là đóng cái số màn cũng giống vậy nè. Đây nó là nhện đen luôn mấy anh em, đó công xương EV. Cái từ này á nè, nó có cái logo xuất khẩu nè. Cái từ này á thì nó từ 22 cun trăm, lo này lo chiên súp mấy anh em, rất là cao và sâu ha. Nó có lỗ gió cho nên mình dán lại để nó bụi mấy anh em. Thành ra nó lỗ gió nó mát nè. Lỗ gió mình dán lại để nó bụi, nó gớt cho nó cọ cun. Cho nên mình rất là ngại vấn đề đó. Cho nên mất công xịt hoài mấy anh em. Từ khi vận chuyển mấy anh em xa nè, nhện đen luôn, lò rất đẹp, cổ rất đẹp luôn. Chiếc này mấy anh em về gáp cho những chiếc súp điện hoặc súp hơi 40 cũng được mấy anh em. Ha. Rất là hay. Chiếc lò 40 EV này thì cao sâu. Súp thì ok. Ha. Đặc biệt màn của nó rất đẹp mà. Đó. Gần tẩm dầu mấy anh em. Viền của nó nè. Đó. Mũi của nó nè mấy anh em thấy không? Cái độ rất là chắc chắn. Mấy anh em thấy quay xa quay gần nè, mũi rất là chắc chắn đó mấy anh em. Mấy anh em thấy không? Mũi của nó rất là chắc chắn. Cho nên nó quýnh nó không bao giờ sức được. Chưa? Rồi chiếc lon này mấy anh em mình bán xả luôn, 2.200.000 đó mấy anh em. Đó, bên này bán. Tới đây mình có một cặp BNC 50 nè. 50 mấy anh em. Bịt nè, tem nè. Đó. Thì cặp này á, chiếc cặp này giống nhau mấy anh em. Từ đế nó giống nhau hết, màn giống nhau, nó khác nhau cái đế này nó bầu, cái đế này nó bằng cả mấy anh em. Ha. Đế nó bằng, đế nó bầu. Ha. Còn cái từ vẫn 22 cun trăm mấy anh em. Đây. Lò rất đẹp. Anh em thấy không? Súp 50 nhìn là đúng chất bãi mấy anh em. Đó. Chiếc này. Một chiếc keo của nó, một lớp keo chống thấm nước rất dày và ba gân, nhìn cái lo quá sâu anh em, lo này sâu lắm nè, hầm hố à. Chiếc lo này khoảng 800W á, lo này cao sâu á, chứ không phải lo mỏng đâu. Cái cả chiếc này cũng vậy, keo zin luôn nè anh em thấy không, từ 22 cun 100 lo BNC. Hai chiếc này màng đều sâu giống nhau đúng không anh em, nó khác đời nhau chút nè. Lỗ mũi nó hình xoắn luôn nè anh em, không màng gân ba gân hết,
nó cho chung đó là cái cặp này có thể anh em quýnh chung được nè, nó không khác nhau tiếng đâu, mình thấy màng này, này kia nó giống nhau hết mấy anh em đó, mình bán cặp luôn nè ha, một cặp mình bán 4,4 triệu anh em nha, 4,4 triệu cho mấy anh em. Còn mấy anh em mua chiếc à, mình bán chiếc này 2,3 triệu nè, chiếc này 2,1 triệu nè, đó bán cho mấy anh em rồi, anh em muốn mua chiếc bán chiếc luôn đó. Anh em nào muốn bán chiếc mua chiếc bán chiếc. Là chiếc này keo rất đẹp luôn nè, keo màu vàng của Binxi luôn mấy anh em thấy không? Đó, nhìn màn sợi tinh đóng ánh nè, màn zin của nó luôn nè mấy anh em thấy không? Nhìn là biết lo bả chất lượng rồi, mấy nhìn thấy không? Đặc biệt là cái nhện của nó nè, ha, có một lớp keo dẻo nè, làm cứng nhện luôn mấy anh em thấy không? Rất đẹp, nói chung hai chiếc này rất đẹp. Rồi tới đây mình có một cặp súp 50 của JBL mấy anh em, siêu phẩm của JBL. Cái súp này thì mấy anh em chắc có lẽ là cũng quen thuộc nó rồi, súp đơn của JBL, lon ở đây mấy anh em ha, lon ở đây, lon đó là JBL 50 từ 22 phân trăm. Đây màn zin đó nè anh em thấy không, màn zin đây, lon JBL này còn rất mới luôn, màn rất mới luôn anh em đây đó, màn còn rất mới, lon còn rất đẹp luôn, màn hầu như là như gần như mới luôn anh em, chỉ đóng bụi thôi. Đây nè, mình nhìn mấy lo zin của JBL nè, lo này từ 22 phân trăm cho mấy anh em đó, JBL từ 22 phân trăm, màn rất đẹp luôn nè, màn lo này còn như mới luôn anh em, làm sao đó, lỗ mũi từ keo chỉ hầu như là còn ống ánh luôn nè. Lo JBL mấy anh em nhìn cái màn này là biết zin rồi nè ha, cái này với Trung Quốc không giả được mấy anh em ha, cái này Trung Quốc không giả được nó đâu, Trung Quốc cái màu lật nhớt à, mà sợi dây tinh không đẹp gì đâu, mà nói chung cái màn giấy Trung Quốc nó cứng ngắc à, không bao giờ đẹp như cái màn này được anh em nha. Đây JBL từ 22 phân 100 ha, vĩnh vô cái lo này, cái vỏ thùng này rất là lớn mấy anh em nè, mình anh em thấy không, súp JBL mà nó bự như nè, lực cỡ nào anh em đây chạm nó nè đó, JBL mình lực cỡ nào anh em thấy không, đổ hơi cái đó anh em đó, đây nè, dán là dán ép bạch dương của Nga luôn mấy anh em, dán ép luôn nè anh em thấy không, dán ép bạch dương của Nga luôn, dán ép luôn chứ không phải là dán ngầu can đâu mấy anh em, không là dán ép luôn nè anh em thấy không, dán nó màu vàng vàng nè ha, mấy anh em nhìn biết dán thông bạch dương của Nga nó vàng nè, bằng sợi tinh nè đó, quá đẹp luôn mấy anh em. Nói chung mình có cặp thời gian thùng này còn rất đẹp luôn, còn rất mới luôn, mình quay tổng thể cho mấy anh em nè, nó bằng nỉ mà nó bằng dán ép chứ không phải là dán bằng dán ô can mấy anh em, có thể để mưa để gió được ha, mưa gió bình thường. Đây 4718 a ha, đây phích công đây, chạm nó bằng sắt mấy anh em, chạm bằng sắt luôn á đó, nỉ nó còn rất mới luôn mà nó làm sao đó, mình quay tổng thể này, súp đơn mà nó rất là đẹp, lo cũng còn rất mới nè, chỉ đóng bụi thôi mấy anh em ha, cặp lo súp này mình bán cho mấy anh em 21 triệu nè, bao gồm phí ship luôn mấy anh em nha, phí ship đường xa là cặp này cũng cả triệu hơn đó mấy anh em, nhưng mà vẫn bán bao ship luôn cho mấy anh em ha, 21 triệu bao ship, giá này là mình bao giá thị trường rồi mấy anh em, không ai bán rẻ hơn mình cái giá này đâu, nói thật cái lo này bữa nay mình xả luôn cái lo súp này luôn. Rồi mình xin cảm ơn mấy anh em đã xem kênh của mình nha, riêng cái lo súp hàng nặng là mình bao ship luôn, còn mấy lo nhỏ nhỏ thì ship không nhiêu tiền mấy anh em ha, mấy anh em mua thì liên hệ với mình xin kính chào và hẹn gặp lại. Video tiếp theo xin tạm biệt mấy anh em.